Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Hợp tác xã cam Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ước thu 470 tấn quả. Hải Dương toàn tỉnh có gần 300 trang trại chăn nuôi gia cầm. Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phát triển làng nghề thu hút trên 10.000 lao động. Thái Bình vi phạm hành lang công trình thủy lợi ở Tiền Hải. Bắc Ninh lập hồ sơ sức khỏe cá nhân thuận lợi hiệu quả trong khám chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, do thực hiện trồng và chăm sóc theo đúng quy trình Việt Gáp, nên vụ cam năm 2017, Hợp tác xã cam Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ước thu 470 tấn quả, chiếm 80% sản lượng cam toàn xã. Hợp tác xã cam Quảng Châu, thành phố Hưng Yên hiện có tổng số 45 hộ tham gia sản xuất cam theo quy trình Việt Gáp. Để đạt chất lượng và sản lượng cao, ngay từ đầu vụ, các hộ trồng cam Hưng Yên đã thực hiện quy trình chăm sóc, cách ly thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn, nên sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng ngọt, quả to, mẫu mã đẹp và cho sản lượng cao. Ước vụ này, Hợp tác xã cam Quảng Châu sẽ được thu 470 tấn quả, chiếm 80% sản lượng cam toàn xã. Toàn bộ sản phẩm này đều được Hợp tác xã thu mua để xuất đi các siêu thị và các tỉnh, thành phố khác. Thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn cây ớt để phát triển kinh tế. Mặc dù các gia đình này đa phần chỉ trồng với diện tích khoảng vài sào, nhưng cũng đã cho những hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao mức thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống của người dân. Năm nay, gia đình ông Phạm Anh Quyết trồng 4 sào ớt. Hiện tại, ớt đang trong giai đoạn ra hoa kết trái, nhưng ông cũng không chủ quan, lơ là trong quá trình chăm sóc. Vì loại cây này tương đối ưa ẩm, nên việc quan trọng là phải cung cấp nước đầy đủ trong suốt các giai đoạn cây sinh trưởng, đồng thời cần áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật chăm sóc để cây phát triển tốt. Với một sào ớt, nếu chăm sóc tốt, sau khoảng 70 ngày sẽ cho thu hoạch từ 16 đến 18 lứa một vụ, ước tính đạt hơn 1 tấn trên sào. Toàn bộ sản lượng sẽ được công ty ớt Việt Nam bao tiêu. Việc ký kết với công ty để bao tiêu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp hiện là một trong những hướng phát triển đang được nhân rộng ở nhiều địa phương vì nó hạn chế khá nhiều rủi ro cho người trồng. Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương có gần 300 trang trại chăn nuôi gia cầm với tổng đàn ước đạt 12 triệu con. Sản lượng thịt gia cầm hàng năm đạt hơn 30.000 tấn. Việc phát triển trang trại gia cầm trong thời gian qua góp phần làm thay đổi tập quán chăn nuôi của người dân, chuyển từ chăn nuôi quảng canh sang thâm canh, đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi theo hướng bền vững. Hiện tại, giá gà lông màu được các thương lái thu mua tại trang trại ở mức 57.000 đồng một kg, tăng 6.000 đồng so với tháng 10. Nguyên nhân chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định là do thời gian qua trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, giá bán ổn định. Cơ cấu giống gà dần chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ gà ta, gà lai chọi, giảm tỷ lệ gà lông trắng và hầu hết các trang trại đều thực hiện phương châm chăn nuôi giãn đàn, không để xảy ra tình trạng xuất bán ồ ạt. Cùng với đó, các trang trại áp dụng nhiều tiến bộ mới vào chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh và sản phẩm đạt chất lượng cao. Đến nay, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã phát triển được trên 1.680 con bò sữa. Trong đó, gần 700 con đang cho sữa, sản lượng sữa trung bình trên ngày là 12 tấn, bán với giá dao động từ 12 đến 14.000 đồng một lít. Duy Tiên đã cơ bản hoàn thành xong việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại 3 trên 5 khu chăn nuôi bò sữa tập trung và nâng cấp 2 trạm thu mua sữa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn thu mua theo yêu cầu của công ty. Các hộ chăn nuôi đã ký kết mở mã sữa với công ty Vinamilk, TH Chumilk, cô gái Hà Lan. Nhiều hộ đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, trong đó 20 hộ ở xã Trắc Văn, Chuyên Ngoại đã thành lập tổ hợp tác để liên kết trong phát triển chăn nuôi. Các địa phương cũng quy hoạch diện tích đất gọn vùng để trồng cỏ và ngô cung cấp thức ăn cho đàn bò. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định có đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Với chính sách ưu đãi đầu tư, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp. Hiện Nam Định có gần 5.000 doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả cao với nhiều dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Nam Định đặt mục tiêu giai đoạn 2016-2020 thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, đầu tư từ các nguồn vốn trong nước đạt trên 30.000 tỷ đồng. Hướng đến năm 2020, tỉnh Nam Định phấn đấu có 10.000 doanh nghiệp. Theo khảo sát, hiện Nam Định có gần 12.000 hộ kinh doanh có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, trong điều kiện phát triển tốt, một nửa số này được chuyển đổi thành lập doanh nghiệp
thì tỉnh Nam Định sẽ vượt mức 10.000 doanh nghiệp vào năm 2020. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, nên sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình năm nay tăng mạnh, giá trị ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 288 tỷ đồng so với năm 2016. Trong đó, Nho Quan đã khai thác được các tiềm năng thế mạnh nguồn tài nguyên khoáng sản về vật liệu xây dựng, nguồn nước khoáng, lao động dồi dào để phát triển các ngành nghề phù hợp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương, tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong các cụm công nghiệp, chủ động rà soát trên cơ sở chính sách của tỉnh và các quy định của pháp luật để điều chỉnh cơ chế cho phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư phát triển. Năm 2017, một số dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư đi vào hoạt động như dự án nhà máy may xuất khẩu BT tại xã Gia Sơn, cơ sở gốm Gia Lâm. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động có hiệu quả 9 làng nghề truyền thống, góp phần đẩy mạnh phát triển các ngành nghề công nghiệp xây dựng. Để phát huy tối đa hiệu quả của các cụm công nghiệp tránh không gây lãng phí đất, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 687 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6,83% trên một năm. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn lao động. Vụ tai nạn lao động xảy ra gần đây nhất là vào ngày 27 tháng 11 vừa qua tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Việt Hưng, thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi đã làm công nhân Triệu Ngọc Việt sinh năm 1985, quê Nghệ An tử vong tại chỗ. Nguyên nhân là do trong lúc làm khung nhà xưởng, nạn nhân đứng ở khung thép hàn sẵn có độ cao 15 mét thì bất ngờ bị bật mối hàn, khung sắt tươi khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất. Phần lớn các vụ tai nạn lao động xảy ra tại các doanh nghiệp đều do sự chủ quan, thiếu kiến thức của các chủ xưởng và người lao động. Người lao động không được đào tạo, hướng dẫn quy trình, biện pháp an toàn, phòng tránh các yếu tố nguy hiểm trong xây dựng. Khi lao động cũng không được trang bị bảo hộ nên dẫn đến những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020, toàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã phát triển được 44 làng nghề, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10.000 lao động. Trong đó có 14 làng nghề sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, 20 làng nghề trồng hoa cây cảnh, 3 làng nghề nuôi thủy sản, 5 làng nghề trồng cây dược liệu, 2 làng nghề xây dựng. Số hộ và số lao động tham gia sản xuất ở các làng nghề tăng theo từng năm, chiếm trên 30% tổng số lao động của cả làng nghề. Có làng nghề thu hút tới hơn 80% số hộ tham gia làm nghề như làng nghề mộc xã Hải Minh, làng nghề cán kéo sợi PE thị trấn Thịnh Long, làng nghề đan lưới xã Hải Triều. Doanh thu từ các làng nghề mộc đan lưới, sản xuất sợi PE, nuôi thủy sản và trồng cây dược liệu ổn định và có bước tăng trưởng, chiếm 50% đến trên 90% doanh thu của địa phương. Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của đề án, tháo gỡ khó khăn để các làng nghề phát triển bền vững, huyện Hải Hậu chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp như quan tâm, chú trọng tổ chức thường xuyên công tác đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật để cung ứng nguồn lao động ổn định, tay nghề cao cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các làng nghề, tạo điều kiện tối đa về thủ tục hành chính, mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ đào tạo nghề cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong làng nghề phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, vi phạm hành lang công trình thủy lợi là một thực tế đã tồn tại từ nhiều năm nay trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và đến nay vẫn chưa có một biện pháp đủ mạnh để xử lý các vi phạm. Khu vực sông Kiến Giang, gần cầu Cát Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải. Hành lang công trình thủy lợi bị lấn chiếm bởi các công trình xây dựng kiên cố để sản xuất, tập kết vật liệu xây dựng. Mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu tháo dỡ, trả lại mặt bằng, nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành. Ngược lại, khu vực lấn chiếm ngày càng được mở rộng và hình thức lấn chiếm có phần tinh vi hơn. Diện tích mặt sông có chỗ bị thu hẹp quá nửa. Chỗ này thì Sinh nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tiền Hải phối hợp chính quyền địa phương xã Tây Giang nhiều lần lập biên bản vi phạm nhưng mà gia đình cố tình chấp hành, không chấp hành và còn cố tình nữa trên cái việc này thì còn tái diễn nữa thì đề nghị chính quyền các cấp, Ủy ban nhân huyện Tiền Hải, Sở Nông nghiệp nông thôn rồi chi cục thủy lợi phối hợp để giải quyết dứt điểm cái tụ điểm này.
Trên địa bàn huyện Tiền Hải, hiện có đến 233 điểm vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, tập trung nhiều trên tuyến sông Thổ Chính - Kiến Giang. Nhiều điểm ngang nhiên xây dựng trái phép các công trình kiên cố, gây bất bình trong nhân dân. Trước đây nó rất rộng, nhưng bây giờ lấn chiếm qua ra mất nhiều quá, đâm nó ảnh hưởng ác tách rồi tắc cả bèo rồi. Là rồi dòng chảy không có rồi là nó đùn tắc lại, rồi là ô nhiễm, rồi là nó nhiều cái nó bẩn thỉu quá. Mỗi khi mà bị ngập úng này khác thì cũng do dòng chảy mà không chảy được thì tất nhiên là nó phải úng, phải nốt. Hiện nay, Tiền Hải đang bước vào cao điểm của chiến dịch thủy lợi vụ đông xuân, chuẩn bị tưới tiêu cho vụ xuân 2018, cũng như chủ động ứng phó với mưa bão bất thường. Tuy vậy, việc xử lý các điểm vi phạm hành lang công trình thủy lợi vẫn chưa có một biện pháp đủ mạnh để xử lý dứt điểm tình trạng này. Văn Đức là một xã miền núi của thị xã Chi Linh, tỉnh Hải Dương, nhưng lại có vị trí địa lý là đơn vị hành chính để xây dựng thành phường vào năm 2018 tới đây. Vì vậy, khi tiến hành xây dựng nông thôn mới, địa phương này thực hiện gắn với các tiêu chí quy hoạch thành phường. Với đặc thù 2/3 diện tích là đồi núi, điều kiện phát triển kinh tế của người dân Văn Đức, thị xã Chí Linh chủ yếu là phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế đồi rừng. Từ khi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Hiện tại, Văn Đức đã hoàn thiện 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo diện mạo mới của một xã nông nghiệp miền núi. Với lợi thế phát triển nông nghiệp cận đô thị, nhân dân trong xã đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các vùng chuyên canh chất lượng cao. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành các địa phương về huy động nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã trở thành phong trào mang lại hiệu ứng tích cực và hiệu quả rõ rệt, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Sau 7 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các xã thị trấn huyện Trực Ninh đã có những cách làm hay, bước đi phù hợp, huy động sự vào cuộc tích cực của các chức sắc tôn giáo trong vận động nhân dân, con em quê hương, ủng hộ đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Đến năm 2017, toàn huyện đã có 10 tập thể, 320 cá nhân ủng hộ các xã thị trấn với tổng kinh phí 174 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn. Một số địa phương thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực từ nhân dân và con em xa quê hương như Trực Nội, Cát Thành, Trực Mỹ, Trực Cường. Hiện huyện Trực Ninh đang tiến hành các bước theo lộ trình quy định để được xét đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, biểu dương kịp thời những địa phương có cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới để nhân ra diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thiện hồ sơ gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc Nam Sơn đạt chuẩn nông thôn mới cũng đồng nghĩa với việc sẽ đưa thành phố Bắc Ninh trở thành đơn vị cấp huyện thứ 3 trong tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Và việc xây dựng nông thôn mới ở xã Nam Sơn không đơn thuần chỉ đảm bảo 19 tiêu chí theo Bộ chuẩn nông thôn mới quốc gia mà thành phố còn chủ trương đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, phản ánh của phóng viên thời sự. Chỉ cách đây một năm về trước, thôn Đa Cấu từng được xem là thôn có hạ tầng thấp kém, phần lớn đường thôn, đường ngõ xóm vẫn chưa được bê tông hóa. Niềm vui của bà con được nhân lên khi chủ trương xóa đường đất của Thành ủy Bắc Ninh được cụ thể hóa đến từng ngõ xóm. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các ngõ xóm của Đa Cấu đều được cứng hóa, bà con không phải đóng góp tiền của mà đường bê tông đến tận cửa nhà. Không riêng thôn Đa Cấu mà hầu hết các thôn xóm trên địa bàn xã đều được bê tông hóa đường làng ngõ xóm, tạo bộ mặt khang trang, sạch đẹp. Tính đến thời điểm này, 10 km đường giao thông với kinh phí hơn 20 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng. Như vậy, mục tiêu xóa đường đất theo nghị quyết của Thành ủy Bắc Ninh vào cuối năm nay đang từng bước được cụ thể hóa. Kết quả sau 6 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới đến thời điểm này, Nam Sơn đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ là mốc đánh dấu những thành quả của Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn đạt được, chứ không phải việc xây dựng nông thôn mới đã kết thúc. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chí, tiếp tục nâng tầm xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị nhằm hướng tới nâng cấp đô thị trở thành đơn vị hành chính cấp phường trong thời gian không xa. Với quyết tâm
không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên nên Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình quán triệt, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng toàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đặc biệt là chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giải tỏa chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng và kế hoạch được giao để tiếp tục vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất. Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành liên tục, kiên quyết, bảo đảm công bằng, không nể nang, không có ngoại lệ. Sau khi tuyên truyền, vận động, giáo dục, ký cam kết mà các trường hợp vẫn cố tình vi phạm thì lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế giải tỏa và người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình thì trong gần 1 tháng qua đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm liên quan đến lấn chiếm vỉa hè, bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng. Hiện tại, các tuyến phố của thành phố Thái Bình đã phong quang, bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp. Khám sức khỏe, lập hồ sơ điện tử cho người dân là một trong những chủ trương lớn có ý nghĩa nhân văn được ngành y tế triển khai nhằm nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Việc làm này không chỉ giúp phát huy tối đa hiệu quả phòng chống bệnh dịch từ tuyến y tế cơ sở, mà còn tạo điều kiện cho mọi người thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, chủ động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai và cơ bản hoàn thành việc khám lưu hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân trong tỉnh. Ông Nguyễn Tá Tỉnh, thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu là bệnh binh mất sức 81%, mang trong mình nhiều bệnh tật và khiến ông không thể đi lại được. Trong đợt khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại xã Phương Liễu vừa qua, trạm y tế xã đã cử người đến nhà khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho ông. Các tiểu sử về bệnh lý của ông được cán bộ y tế lưu lại trên hệ thống và lưu thông với tất cả cơ sở y tế trên toàn quốc. Không chỉ riêng trường hợp của ông Tỉnh mà các đối tượng đau ốm không thể đi lại được đều được khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe ngay tại nhà. Đến hết tháng 11, toàn tỉnh đã khám lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho trên 907.000 người, đạt tỷ lệ trên 78%, trong đó các huyện có tỷ lệ người dân tham gia khám cao là Yên Phong, Tiên Du và thị xã Tử Sơn. Thời gian tới thì sẽ phải tiếp tục triển khai một số các cái nhiệm vụ, tức là tiếp tục là rà soát thế và tổ chức khám vét để lập cái hồ sơ sức khỏe cá nhân cho người dân. Thế và phấn đấu là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là phải đạt là trên 90%. Đấy, và cố gắng là tiến tới là sẽ 100% là người dân là đều phải có hồ sơ sức khỏe cá nhân. Việc lập hồ sơ khám sức khỏe cho người dân góp phần để mọi người dân đều được theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, được tư vấn sức khỏe, được điều trị hoặc được tư vấn điều trị phù hợp khi có bệnh là chủ trương rất lớn, rất nhân văn mà chính phủ quyết liệt chỉ đạo các địa phương quyết tâm làm. Việc này không chỉ giúp phát huy tối đa hiệu quả phòng chống bệnh dịch từ tuyến y tế cơ sở mà còn tạo điều kiện cho mọi người thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, chủ động bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là giải pháp lâu dài giảm chi phí về y tế cho mỗi người và toàn xã hội. Chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.